là đang ra để lấy dạng cầu bãi sáng. Giờ này thì mấy anh em thì nói chung còn xe ke hết trơn rồi. Thì giá cầu này là giá cầu bay, mua cầu từ lúc 8 giờ tối á, đến bây giờ mới lấy cầu á. Cái này 4 giờ rưỡi, giờ thì cũng đang mưa lâm râm. Quay vô nhà xem khung cảnh. Dĩ không ta? Dĩ được rồi, dĩ vậy đâu, tới đây đâu. Dĩ mà nào ơi, dĩ con nào ơi. Bèo quá. Cậu bay kỳ quá. 500 cho anh gớ. Quẹ 500. Rồi chạy 500 ký vô anh gớ sao? Đủ cả nước 500 ký ngoại rồi. Rồi rồi. Này 500. Được không nha? Xuống nước ra luôn. Sáng cầu bay bèo quá nha cả nhà. Rồi giật nước ra luôn bạn. Để gì đâu nữa. Nước còn gì đâu. Rồi rồi, cá. Cá đi. Về đi Liệu ơi. Bắt cá gì ăn nhau rồi kìa. Ê bắt cá. Để đi, hỏi bắt dục quá. Thôi, hỏi bắt đi. Cái xô mà không có cái cơm, bởi nó ít quá rồi. Chỉ không à. Mà sao dèo nó không dính nữa chú ba. Ừ. Nè. Cá còn tươi luôn nha. Cá còn sống luôn. Quá. Wow. Cá hường nó nhiều quá trời nè. Không đi nè. Không đâu. Cá còn nhảy luôn á.
một lá vô kết thôi, đừng có nghe. Đây hồi giống đây vô hồi nhậu đó. Vậy? Không vậy?
hư mấy. Mấy vậy mà người ta cũng theo cày cày chứ. Đạt 9 triệu. Mới thả cào được nửa tiếng nhưng mà cũng được ít ít mực à. Chung mực lá như vậy, mực lá còn sống luôn nha cả nhà. Nè, mực sống luôn vậy. Mực, sống luôn chứ bà. Mực lá này mà gọng một cái là sẽ có nó lội tẹo tạt luôn nè. Chừng nó xịt đó nghe. Không đâu, mực này đâu xịt đâu. Tươi xanh luôn trời. Cái này là này làm gỏi ăn tới luôn á. Cái này tái ăn em nha. Rồi. Chấm với bồ tạt một cái thứ gì chưa nổi. Cái nhà nhìn thấy kìa. Đốm nó còn chớp 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 luôn nè. Mới thả cào có được nửa tiếng như vậy không được nữa. Cái nửa tiếng quá. Cái bụng lá lại gai nè. Lựa cái này trước đi. Lựa cái này trước đi để hồi nó xuống dưới kia sao. Ô cái đỏ kìa. Lá nhiều quá rồi. Lá nhóc chưa ha chú bạn. Bây giờ lấy cào lết xong rồi ghe đang chuẩn bị chạy vô trong đảo nha cả nhà. Để trong đảo đi sửa cái máy nó bị hư. Nè trời buổi sáng nè. Mặt trời mới lên có chút xíu à. Thôi bây giờ phải làm công việc rồi. Cả nhà biết em đang làm gì không? Em đang đứng cái cổng này nè. Đây là cổng dây xích. Nhưng mà ở ngoài biển thì theo ghe người ta gọi là cổng này là cổng lừa tới chó nè cả nhà. Tới chó nè. Đi nước vô trong cái biển cào á. Nước vô trong cái hàm trì của cầu lết. Đây là lưới hàm này nha. Cào này thì biển cào thưa, biển cào 6/4. Trời cái này cũng hơi nắng nắng. Cả nhà biết tại sao em đi biển em đen rồi cả nhà cũng biết rồi đó. Thì trời nắng chang chang mắt ngồi ở giữa cái nắng như thế này nè. Nên nắng nó làm da em đen sạm đi mắt. Đây có thấy ngọc rồi nữa nè. Anh em ở dưới thì đang mua cá. Kia là Hạo Nhiên. Trời nắng chang chang như thế này nè. Đen hết trơn, bởi giờ hỏi sao mà đi dân biển không có người yêu. Tại vì đen xấu trai hết trơn rồi, giờ gái đâu có thích nữa. Phải không anh Hảo Nhiên? Nói chung là con gái bây giờ mà nghĩ sao. Nói chung là có cái vẻ bề ngoài nó cũng đỡ cả nha. Kiểu như đi biển rồi da đen này kia rồi xấu trai nữa thì nên cái chuyện tình duyên nó cũng hơi lặng đặng. Đây, thì em lấy cọng chỉ vậy nè. Nước mối thái gì trong đây nè. Em gắn vô em quay cho cả nhà xem em nứt như thế nào nha. Cả nhà cũng xem em nứt nha. Bao đau thương cô lì chẳng dạng nhất gom vào mày. Nơi nghèo này đứa lắm nha. 4 năm tháng nay xuất ra đi cũng hơi ngán cả nhà, nhưng mà dài dài chứ cũng quen.
gì cũng ngon nha quên. Thì bảo đang làm cái này là giá mini em rồi nha. Việc chưa xong nhưng mà vẫn phải ăn cơm như cả nhà. Chào cả nhà, sáng ngày mình ăn canh chua chứ cá kho đỡ cả nhà, chiều của mình nhậu ken làm đi tiêu. Ghê chạy. Chạy vô hòn là bây giờ anh em mình ok rồi đó, phải ghe rồi đó. Sáng ăn canh chua, cá lạc, cá đời này, cá thật cẩm cả nhà, canh chua cá kho. Cá ba thú kho luôn nha. Đây đúng cá ba thú kho luôn nè. Đúng ba thú luôn mới ăn á. Con cà gì nè. Vô nè. Thấy Ngọc thì cũng giống chú Tư rồi. Mời cả nhà. Mời cả nhà chung bữa với mấy anh em mình luôn nha. Bữa cả nhà. Sáng giờ hay đói. Thì giác chia tấm ngồi nữa kìa. Giác ơi. Giác không cần không ăn cơm luôn á trời. Giác chưa tắm à? Bự á. Nè thấy không? Thấy mù đen ghê cái nhà. Cái đầu nè. Lâu bữa bị đánh chém. Trắng lằn nè. Quá trời luôn, đầu hớt kiểu môi cha. Môi cha gì trời. Tại là lúc bụng quá là đầu cắt môi. Đầu cắt môi. Xíu nữa để nó mua hiểm. Xíu vô kìa. Bỏ con quá. Trong anh nè, anh ăn hết nổi luôn rồi trời, tay gung gung như nút. Nó bụng lắm sao mà kỳ vậy? Không vô. Bữa cơm đơn giản của mấy anh em. Nồi canh chua quậy chán luôn, đơn giản. Đơn giản ở trên biển chơi chứ cũng không đơn giản. Súp mẹ còn cay không à? Súp mẹ còn cay không chứ bự? Trời ơi. Cả nhà cơm sáng với cả gia đình anh cô phụ. Nè, cái bà thú kho nè. Cao thú chứ không phải cao thú luôn, cái bà lại quá. Đằng má quá. Đằng má không à. Ủa cái mùa này không có ba thú vô ta.
phải làm cào nữa nè. Bây giờ anh em ăn dưa hấu giải nhiệt buổi trưa. Thôi mấy anh em ăn cơm nữa đi, để tôi ăn nữa rồi. Ê, Quỳnh Mỹ, hai mình thi ăn dưa hấu nè. Dưa hấu anh em ơi. Nói nha đây. Còn gì đâu mà bạn. Dưa, dưa hấu không? Mời cả nhà ăn dưa hấu với mấy anh em mình nha. Bữa bữa đó mà ăn mì đó, ăn mì cay mà ớt mà thắng rảnh ăn thôi. Đóng luôn á. Thắng luôn vậy. Rảnh mà thắng, thắng thua á. Ai thắng ta? Giang. Rảnh thua. Ừ, Giang, Giang. Thôi dạ. Ừ. Thôi không? Sao dạ ở nhà? Dạ mạng dưa hấu tới luôn. Rồi sao bên đây rồi để không được sao? Không được rồi sao chạy? Chạy đi, chạy. Làm đó. Chạy đi đâu? Cái gì? Chạy đi đâu? Ủa làm gì? Hả? Chạy đi đâu? Chị búa cào. Hôm nay giờ cầm quay vậy. Ở nhà nha. Thì con em nó lên luôn rồi. Có qua à. Cái máy dạng bác qua à, ở bên nghiên cứu à. Nghiên cứu cỡ 5 ngày nữa không ra. Đi bên đó sửa rồi. Rồi rồi. Chưa để máy được nữa rồi, chưa sửa gì chân, chưa mua đồ rồi. Tháo nhàng, nhớ. Lòng chạy đi, lòng chạy cái bãi nó cẩu bãi nó. Má mẹ cái miệng nó còn cạp bằng cái tay nó cà bợ bợ với đây trời. Mẹ ăn nó hiểu ăn mà. Không có vịnh lớn mà. Thấy Ngọc nào. Ai đóng cậu không vậy? Hai mấy, 22 năm mới ăn miếng dấu rồi. Cái đường meo mà để đóng chưa rồi nha. Bữa đã đi. Bây giờ chưa rồi. Bữa đã đi, tao đủ mấy rồi mà cẩu lên. Thấy có ai đóng không? Tại mày đóng chưa rồi. Ê, gửi đường đóng chưa gọi, ai đóng chưa gọi. Thôi à, bên em cẩu cào lên mới được. Đường của anh. Bỏ đại đi, máy rửa. Đó, cả nhà nhìn thấy ơi, đây là bãi ship Phú Quốc. Mới hồi sáng ở ngoài biển, mà tới trưa đã vô trong tới đảo rồi. Tại vì chiếc ghe bị hư máy á, chiếc ghe cái bị hư máy nên vô đây để sửa máy nè. Quay vô cả nhà xem không? Quá trời những cái tòa nhà rất là hoành tráng luôn. À. Hiện tại thì những cáp treo đã không có chạy nữa. Nhưng buổi trưa. Buổi trưa nó không chạy hay sao á. Cuối cùng cũng đã xong công việc. Cuối cùng cũng xong rồi cả nhà ơi. Là trời ở dưới quay lên cái lại luôn. Em cho cả nhà xem nghe. Dưa hấu mà mọc quá trời. Cháy hấu rồi cả nhà. Đây kìa quay quá. Thôi rồi. Đợi mai nãy giờ chưa ăn miếng nào chứ. Bốn giờ rưỡi sáng tới giờ chứ bà. Còn giả cà vai rất là khá là dài. Hãy xem dưa hấu đập đầu. Quá trời. Giao lắm nhiên. Để làm thịt nó liền. Để vào ông chậm đi trời. Để ông chạy. Tập 2. Ăn dưa hấu tập 2. Ghê trời. Đứt tay mất cười dữ ra. Dạ cho dạ. Tiêu cái động của ta. Dạ sao mà tưởng nó dưa hấu đỏ quá. Ai giờ máu chảy đỏ chứ. Thôi em đó nhà ơi. Quá đẹp. Sao 5 người mà cắt có 4 miếng hả? 5 người. Sao chia? Đây đi. Cắt cái 10 miếng luôn hả? Nhỏ quá sao ăn? Vậy 5 người 5 miếng đi, còn 5 miếng mời cả nhà. Gì đây? Mời cả nhà. Chú mở. Mời cả nhà nghe. Quá ngọt. Ăn này hồi no rồi sao uống ấy được. Miếng quá ngọt cả nhà. Đừng ngồi vậy trời, hầm lấy luôn luôn chứ. Sư 8 à, FC á. FC hả? À? Sư 8 nào có nào? Mới bởi không á? Bởi không nào? Nói mới bởi không? Cái gì? Ghẹ. Yeah. À, tưởng nó nói bia nó bỏ đâu hầm nào rồi. Bỏ đi ra hầm lấy ngồi. Thôi nhà, bây giờ mấy anh em chuẩn bị tắm rửa. Giờ hết cái giải cà quai buổi sáng rồi đó. Hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Không biết rồi, nấy ăn đi, đi giỡn hầm nào.